xin chào tất cả các học giả của kênh học Tuệ Online ECE. Welcome back. How was your day? I'm really happy if you want to share. Một ngày vừa rồi của các bạn như thế nào ạ? Cô rất là vui nếu như ai đó muốn chia sẻ với cô. Và hy vọng là tất cả mọi thứ đều tốt nhé. Các bạn có biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài gì không nào? Chủ đề của bài ngày hôm nay đó là sẽ được tiết lộ ngay sau khi mà chúng ta ôn tập lại bài cũ nhé. Chúng ta hãy cùng ôn lại những từ vựng của bài số 15 bằng một trò chơi mang tên là đoán nghĩa của từ nhé. Trên màn hình sẽ hiển thị ra 23 từ tiếng Anh và nhiệm vụ của các em đó là đoán xem từ đó có nghĩa là gì. Cô sẽ là người đưa ra gợi ý và các em sẽ có 3 giây để trả lời cho mỗi từ. Và đáp án sẽ được đưa ra vào cuối trò chơi. You get it? Các bạn nói chứ nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Let's start it. Từ số 1 là promote. Promote, what does it mean? Promote có nghĩa là gì ạ? Chúng ta hãy cùng xem gợi ý nha. Làm việc tích cực và chăm chỉ thì chúng ta mới được thăng chức. Làm việc tích cực và chăm chỉ thì chúng ta mới được thăng chức. Vậy thì promote có nghĩa là gì ạ? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, and 1. Đã hết thời gian. Chúng ta hãy cùng đến với từ số 2. Pension. Pension. Gợi ý của cô đó là lương hưu của tôi là 1.000 đô một tháng. Lương hưu của tôi là 1.000 đô một tháng. Vậy thì pension có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, and 1. Đã hết thời gian. Từ số 3. Pertinent. Relevant. Pertinent và relevant. Hai từ này nó tương đương nghĩa với nhau. Vậy thì pertinent và relevant có nghĩa là gì? Chúng ta có gợi ý như sau. Justin Bieber đạt giải thưởng Grammy. Justin Bieber đạt giải thưởng Grammy. Sorry, em sai rồi. Chúng ta có gợi ý như sau. Chứng cứ liên quan tới vụ án, các mảnh ghép tương ứng. Chứng cứ liên quan tới vụ án, các mảnh ghép tương ứng. Vậy thì pertinent và relevant có nghĩa là gì? 3 giây để cho các bạn bắt đầu. 1, 2, and 3. And time is up. Đã hết thời gian. Từ số 4. Award. Award. What does it mean? Award có nghĩa là gì ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe gợi ý nhé. Justin Bieber đạt giải thưởng Grammy. Justin Bieber đạt giải thưởng Grammy. Vậy thì award có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Từ số 5. Contribute to. Contribute to có nghĩa là gì ạ? Và gợi ý của chúng ta đó là tôi đã đóng góp 1 tỷ vào quỹ bảo vệ động vật. Tôi đã đóng góp 1 tỷ vào quỹ bảo vệ động vật. Vậy thì contribute to có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu nào. 3, 2, and 1. Tiếp theo là dedication. Dedication to. Dedication to có nghĩa là gì? Và gợi ý của chúng ta đó là sự cống hiến không ngừng. Sự cống hiến không ngừng. Vậy thì dedication có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ bắt đầu. 3, 2, and 1. Từ số 7. Look forward to cộng với verb in. Look forward to cộng với verb in. What does it mean? Từ này có nghĩa là gì ạ? Look forward to cộng với verb in. Gợi ý của chúng ta đó là mong chờ sự hồi âm của cô ấy. Và 3 giây dành cho các bạn bắt đầu. 1, 2, and 3. Đã hết thời gian. Chúng ta sẽ đến với từ số 8. Look to. Look to. Look to có nghĩa là gì ạ? Chúng ta hãy cùng xem gợi ý nhé. Đừng phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Đừng phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Vậy thì look to có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu nào. 3, 2, and 1. Time is up. Đã hết thời gian. Từ số 9. Loyal. 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 What does it mean? Loyal có nghĩa là gì ạ? Gợi ý của chúng ta đó là chó luôn luôn trung thành với chủ. Chó luôn luôn trung thành với chủ. Vậy thì loyal có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, and 1. Đã hết thời gian. Từ số 10, merit. Merit. Merit có nghĩa là gì ạ? Gợi ý của cô đó là chiến binh xuất sắc. Chiến binh xuất sắc. Chiến binh xuất sắc. Vậy thì merit có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. 3, 2, and 1. Đã hết thời gian. Tiếp theo đó là obviously. Obviously.
Obviously. Chúng ta có gợi ý như sau. Rõ ràng là bông hoa xuyến chi màu vàng. Rõ ràng là bông hoa xuyến chi màu vàng. Vậy thì obviously có nghĩa là gì ạ? 3 giây rồi nhờ các bạn bắt đầu. 3, 2, and 1. Đã hết thời gian. Từ số 12. Từ số 12, recognition. Recognition. Recognition có nghĩa là gì ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe gợi ý nhé. Mọi cố gắng và nỗ lực của ca sĩ Taylor Swift cuối cùng đã được sự công nhận. Vậy thì recognition có nghĩa là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu nào. 3, 2, 1, hết giờ. Và sau đây là đáp án. Từ đầu tiên là promote. Promote có nghĩa là gì các em? Làm việc tích cực và chăm chỉ thì chúng ta mới được thăng chức. Vậy thì promote có nghĩa là gì ạ? 1, 2, and 3. Có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là thăng chức. Promote có nghĩa là thăng chức nè. Hoặc là thăng tiến. Thăng tiến với lại thăng chức nó tương đương nhau đúng không nào? Promote thúc đẩy nè. Promote còn có nghĩa là quảng cáo hoặc là khuyến mãi. Pension có nghĩa là gì các em? Lương hưu của tôi là 1.000 đô một tháng. Vậy thì pension có nghĩa là gì? Có nghĩa là lương hưu hoặc là tiền cấp dưỡng. Pertinent hoặc là relevant có nghĩa là gì? Hai từ này tương đương nghĩa với nhau. Chứng cứ liên quan tới vụ án, các mảnh ghép tương ứng. Vậy thì pertinent và relevant có nghĩa là liên quan hoặc là tương ứng. Award. Award. Justin Bieber thắng giải thưởng Grammy. Justin Bieber đạt giải thưởng Grammy. Vậy thì award có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là phần thưởng. Contribute to. Contribute to có nghĩa là gì các em? Tôi đã đóng góp 1 tỷ vào quỹ bảo vệ động vật. Vậy thì contribute to có nghĩa là đóng góp. Đóng góp là gì? Đóng góp là contribute to. Dedication to. Dedication to, what does it mean? Dedication to có nghĩa là gì ạ? Sự cống hiến không ngừng. Vậy thì dedication to có nghĩa là sự cống hiến. Look forward to. Look forward to. Look forward to cộng với verb in có nghĩa là gì các em? Mong chờ sự hồi âm của cô ấy. Vậy thì look forward to cộng verb in có nghĩa là trông mong hay là mong chờ. Look to. Look to có nghĩa là gì? Đừng phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Vậy thì look to có nghĩa là phụ thuộc. Và nó tương đương với depend on hoặc là rely on. Loyal có nghĩa là gì các em? Chó thì luôn luôn trung thành với chủ. Vậy thì loyal có nghĩa là gì? Có nghĩa là yeah, that's true. Có nghĩa là trung thành. Còn merit. Merit có nghĩa là gì ạ? Chiến binh xuất sắc. Vậy thì merit có nghĩa là gì? Có nghĩa là xuất sắc đúng chứ nào? Vậy thì obviously có nghĩa là gì các em? Obviously, what does it mean? Có nghĩa là gì ạ? Rõ ràng là bông hoa xuyến chi màu vàng. Vậy thì obviously có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cách rõ ràng. Nhớ nữa không? Recognition có nghĩa là gì? Recognition. Mọi cố gắng và nỗ lực của ca sĩ Taylor Swift cuối cùng đã được sự công nhận. Vậy thì recognition có nghĩa là gì ạ? Yeah, that's true. Có nghĩa là sự công nhận. Sự công nhận là gì? Sự công nhận là recognition. Compliment. Compliment có nghĩa là gì các em? Mọi người luôn luôn dành những lời khen có cánh cho Phạm Bang Bang. Vậy thì compliment có nghĩa là gì? Yeah, that's true. Có nghĩa là lời khen. Lời khen là gì ạ? Lời khen là compliment. Compliment and compliment. Value. Value có nghĩa là gì? Giá trị của tình yêu. Vậy thì value có nghĩa là gì? Có nghĩa là giá trị. Và các bạn nhớ là value vừa là danh từ và vừa là động từ. Danh từ có nghĩa là giá trị. Động từ có nghĩa là đánh giá hoặc là định giá. Giá trị của tình yêu. Vậy thì giá trị là gì? Giá trị là value. Value. Chúng ta hãy cùng nhắc lại theo câu nào. Giá trị của tình yêu. Vậy thì giá trị là gì? Giá trị là value. Value and value. Tiếp theo là congratulations. Congratulations có nghĩa là gì? Xin chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Vậy thì congratulations có nghĩa là xin chúc mừng. Xin chúc mừng là gì? Xin chúc mừng là congratulations. Congratulations and congratulations. Prestigious. Prestigious có nghĩa là gì? Harvard là một trường đại học uy tín. Vậy thì prestigious có nghĩa là gì các em?
Yeah, that's correct. Có nghĩa là uy tín. Uy tín là gì? Uy tín là prestigious. Harvard là một trường đại học uy tín, vậy thì uy tín là gì? Uy tín là gì ạ? Đó là prestigious. Prestigious. Based on, what does it mean? Based on có nghĩa là gì ạ? Dựa vào vết son trên áo anh, tôi đoán là anh vừa mới hôn con nào phải không? Vậy thì based on có nghĩa là dựa vào là gì? Dựa vào là based on là gì ạ? Based on là dựa vào. Extraordinary có nghĩa là gì? OMG, thật là phi thường. Oh my god, thật là phi thường. Vậy thì extraordinary có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là phi thường. Phi thường là gì? Phi thường là extraordinary. Cooperation có nghĩa là gì các em? Hợp tác cùng phát triển nào? Vậy thì cooperation có nghĩa là sự hợp tác. Sự hợp tác là gì? Sự hợp tác là cooperation. Cooperation and cooperation. Co-worker. What does it mean? Co-worker có nghĩa là gì ạ? Đồng nghiệp của tôi là người Lào. Vậy thì co-worker có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là đồng nghiệp. Đồng nghiệp là gì? Đồng nghiệp là co-worker. Co-worker and co-worker. Supervisor có nghĩa là gì ạ? Supervisor, người giám sát của tôi đó là trẻ trung và xinh đẹp. Người giám sát của tôi đó là trẻ trung và là xinh đẹp. Vậy thì supervisor có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là người giám sát. Người giám sát của tôi đó là trẻ trung và xinh đẹp. Vậy thì người giám sát là gì? Người giám sát là supervisor. Supervisor có nghĩa là người giám sát. Nhớ nha, supervisor có nghĩa là người giám sát. Ceremony có nghĩa là gì ạ? Nghi lễ động thổ. Vậy thì nghi lễ là gì? Nghi lễ là ceremony. Nghi lễ là gì các em? Nghi lễ là ceremony. Nghi lễ động thổ. Vậy thì nghi lễ là gì? Nghi lễ là ceremony. Ceremony and ceremony. Và cuối cùng là celebration. Celebration. Celebration có nghĩa là gì? Lễ ăn mừng đám cưới được tổ chức ở tầng 64 tòa nhà Bisteco. Vậy thì celebration có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiệc ăn mừng. Lễ ăn mừng đám cưới được tổ chức ở tầng 64 tòa nhà Bisteco. Vậy thì celebration có nghĩa là tiệc ăn mừng hay là lễ ăn mừng? Tiệc ăn mừng là gì ạ? Tiệc ăn mừng đó là celebration. Celebration and celebration. Hey, do you like shopping? OMG, I love shopping a lot. Các bạn có thích mua sắm không? Yes, you do love, right? Các bạn rất là thích mua sắm phải không nào? Thường thì các bạn nữ sẽ thích vung tiền để mua sắm quần áo, giày dép hoặc là mỹ phẩm. Còn mấy bạn nam thì lại thích vung tiền để mua quà cho mấy bạn nữ phải không nào? Ok, I'm just kidding, có chỉ đùa thôi nhé. Vậy thì chủ đề mua sắm bao gồm những nội dung gì, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Unit number 16, shopping. Chủ đề số 16, mua sắm. Bài số 16 với những từ vựng như sau. Đầu tiên, đi mua đồ thì phải trả giá đúng nào? Có ai đây không trả giá không? Không trả giá là thiệt đó ha. Đi mua đồ thì phải trả giá. Vậy thì trả giá là gì? Chúng ta có trả giá là bargain. 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 Bargain, danh từ là món hời, động từ là trả giá. Đi mua đồ thì phải trả giá. Vậy thì trả giá là gì các em? Trả giá là bargain. Bargain. Bài số 16 với những từ vựng như sau. Đầu tiên là danh từ là món hời, động từ là trả giá, chúng ta có bargain. Bargain. Danh từ là món hời, động từ là trả giá, chúng ta có bargain. Danh từ là món hời, động từ là trả giá, chúng ta có từ gì các em? Đó là bargain. Chúng ta hãy cùng lặp lại theo câu nào. Danh từ là món hời, động từ là trả giá, chúng ta có bargain. Bargain and bargain. Từ số 2, chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Chịu đựng là gì? Chúng ta có chịu đựng là bear. Bear, bear, bear. Chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Vậy thì chịu đựng là gì các em? Chúng ta có chịu đựng là bear, bear, bear. Nó tương đương với endure, endure. Từ số 3, what a bad, bad behavior. Một thái độ thật là tồi tệ. Vậy thì thái độ là gì? Chúng ta có thái độ là behavior, behavior. Thái độ hoặc là hành vi. Từ số 4, quầy thanh toán checkout stand.
Checkout stand. Vậy thì thanh toán là gì ạ? Chúng ta có thanh toán là checkout. Checkout, checkout. Thanh toán là gì? Thanh toán là checkout. Vậy thì quầy thanh toán là gì? Quầy thanh toán là checkout stand. Từ số 5, mở rộng kinh doanh. Expand the business. Expand the business. Mở rộng kinh doanh. Expand the business. Vậy thì mở rộng là gì? Chúng ta có mở rộng là expand. Expand. Các bạn có thể đọc là expand hoặc là expand. Chúng ta có hai cách đọc nha. Expand hoặc là expand. Danh từ của nó là sự mở rộng. Expansion. 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 Còn tính từ của nó là expanded. Expanded. Từ số 6, khám phá thế giới. Explore the world. Explore the world. Vậy thì khám phá là gì? Chúng ta có khám phá là explore. Explore. Danh từ của nó là exploration. Exploration có nghĩa là sự khám phá. Từ số 7, item. Item là thứ món mục. Thứ món mục là gì ạ? Thứ món mục là item. Item là thứ món mục. Thứ món mục là gì các em? Thứ món mục là item. Item and item. Từ số 8, đội mũ bảo hiểm là bắt buộc. Wearing helmets is mandatory. Đội mũ bảo hiểm là bắt buộc. Wearing helmets is mandatory. Vậy thì bắt buộc là gì? Chúng ta có bắt buộc là mandatory. Mandatory, mandatory. Mandate, mandate. Vừa là danh từ và vừa là động từ. Danh từ có nghĩa là sự ủy nhiệm hay là sự ủy quyền. Động từ có nghĩa là ủy nhiệm hay là ủy thác. Mandatory, nó tương đương với compulsory và obligatory. Mandatory, nó tương đương với compulsory và obligatory. Từ số 9, hàng hóa dồi dào. Vậy thì hàng hóa là gì? Chúng ta có hàng hóa là merchandise. Merchandise, merchandise, merchandise. Merchant, merchant là thương gia. Hàng hóa dồi dào, vậy thì hàng hóa là gì các em? Hàng hóa là merchandise, merchandise. Thương gia là gì? Thương gia là merchant, merchant. Từ số 10, ma túy bị cấm một cách nghiêm ngặt. Drugs are strictly banned. Ma túy bị cấm một cách nghiêm ngặt. Drugs are strictly banned. Vậy thì một cách nghiêm ngặt là gì ạ? Chúng ta có một cách nghiêm ngặt là strictly. Strictly, strictly. Một cách nghiêm ngặt hay là một cách nghiêm khắc. Tính từ của nó là strict. Strict có nghĩa là nghiêm ngặt hay là chặt chẽ. Danh từ của nó là strictness. Strictness có nghĩa là nghiêm ngặt hay là nghiêm khắc. Các bạn ghi chú và highlight cho cô cụm từ sau, đó là strictly enforced. Strictly enforced có nghĩa là áp dụng một cách nghiêm ngặt. Strictly enforced. Từ số 11, xu hướng thời trang, fashion trend. Fashion trend. Xu hướng thời trang là gì? Xu hướng thời trang là fashion trend. Vậy thì xu hướng là gì ạ? Xu hướng là trend. Trend. Xu hướng thời trang là gì? Xu hướng thời trang là fashion trend. Trend là xu hướng và nó tương đương với tendency. Xu hướng là gì? Xu hướng là trend và nó tương đương với tendency. Từ số 12, sự tiêu thụ rượu, alcohol consumption. Sự tiêu thụ rượu là gì? Sự tiêu thụ rượu là alcohol consumption. Sự tiêu thụ rượu, alcohol consumption. Alcohol consumption. Vậy thì sự tiêu thụ là gì? Sự tiêu thụ là consumption. Consumption, consumption, consumption. Động từ tiêu thụ là gì ạ? Động từ tiêu thụ là consume. Consume. Từ số 13, thoát khỏi đây thôi, nóng quá đi mất. Get away from here, it's really hot. Thoát khỏi đây thôi, nóng quá đi mất. Get away from here is really hot. Vậy thì thoát khỏi là gì ạ? Chúng ta có thoát khỏi là get away from. Get away from. Thoát khỏi đây thôi, nằm qua đi mất. Get away from here is really hot. Thoát khỏi là gì ạ? Thoát khỏi là get away from. Get away from. Thoát khỏi là gì? Thoát khỏi là get away from. Và nó tương đương với escape. Escape. Từ số 14, furniture, 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 furniture có nghĩa là đồ đạc nè, hoặc là đồ nội thất, hoặc là đồ gỗ dùng trong nhà. Từ số 15, phần lớn mọi người dường như thích TV hơn radio. The majority of people seem to prefer TV to radio. Phần lớn mọi người dường như thích TV hơn là radio. The majority of people seem to prefer TV to radio. Vậy thì phần lớn là gì ạ? Chúng ta có phần lớn là majority. Majority, majority. Các bạn lưu ý nha, majority nó thường xuyên đi với giới từ of. Majority of, majority of. Từ số 16, quầy bán cá, fish counter. Fish counter. Quầy bán cá là gì ạ? Quầy bán cá là fish counter. Fish counter. Vậy thì quầy là gì? Quầy là counter. Counter. Vậy là chúng ta đã đi xong 16 từ của bài ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại một lần nữa nhé.
Đầu tiên là bargain. Bargain, danh từ là món hời, động từ là trả giá. Danh từ là món hời, động từ là trả giá, chúng ta có từ gì ạ? Đó là bargain. Bargain and bargain. Chúng ta cùng lặp lại theo câu nào. Danh từ là món hời, động từ là trả giá, chúng ta có gì ạ? Chúng ta có bargain. Bargain, danh từ là món hời, động từ là trả giá. Bargain, bargain. Từ số 2. Bear. Bear, chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Vậy thì bear có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng là gì? Chịu đựng là bear. Chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Vậy thì chịu đựng là gì? Chịu đựng là bear. Bear and bear. Từ số 3. Behavior. Behavior. Behavior, what does it mean? Behavior có nghĩa là gì ạ? What a bad, bad behavior. Một thái độ thật là tồi tệ. Vậy thì behavior có nghĩa là gì? Có nghĩa là thái độ hoặc là hành vi. Thái độ hoặc là hành vi là gì ạ? Đó là behavior. Behavior. Chúng ta hãy cùng đọc to lên theo câu nào. Thái độ hoặc là hành vi là gì? Là behavior. Behavior and behavior. Từ số 4, check out. Check out. Check out. Check out là gì ạ? Check out stand. Check out stand. Quầy thanh toán, check out stand. Quầy thanh toán. Quầy thanh toán là gì ạ? Quầy thanh toán là check out stand. Vậy thì check out có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là thanh toán. Thanh toán là gì? Thanh toán là check out. Check out. Từ số 5. Expand. Expand. Expand có nghĩa là gì? Expand the business. Expand the business. Expand the business. Mở rộng kinh doanh. Vậy thì expand có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là mở rộng. Mở rộng kinh doanh là gì? Mở rộng kinh doanh là expand the business. Expand the business. Expand the business. Mở rộng là gì ạ? Mở rộng là expand. Expand. Từ số 6. Explore. Explore. Explore có nghĩa là gì? Khám phá thế giới là gì ạ? Khám phá thế giới là explore the world. Explore the world. Vậy thì explore có nghĩa là khám phá. Khám phá là gì? Khám phá là explore. Explore. Khám phá thế giới là gì ạ? Khám phá thế giới là explore the world. Explore the world. Từ số 7. Item. Item có nghĩa là gì ạ? Thứ món mục là item. Thứ món mục là gì? Thứ món mục là item. Item có nghĩa là gì? Có nghĩa là thứ món mục. Thứ món mục là gì ạ? Thứ món mục là item. Item and item. Từ số 8. Mandatory. Mandatory. Mandatory có nghĩa là gì? Wearing helmets is mandatory. Wearing helmets is mandatory. Đội mũ bảo hiểm là bắt buộc. Vậy thì mandatory có nghĩa là gì? Có nghĩa là bắt buộc. Bắt buộc là gì ạ? Bắt buộc là mandatory. Mandatory. Mandatory and mandatory. Từ số 9. Merchandise. Merchandise. Merchandise có nghĩa là gì ạ? Hàng hóa dồi dào. Vậy thì merchandise có nghĩa là gì? Có nghĩa là hàng hóa. Hàng hóa là gì ạ? Hàng hóa là merchandise. Merchandise là gì ạ? Là hàng hóa. Hàng hóa dồi dào. Vậy thì hàng hóa là gì ạ? Hàng hóa là merchandise. 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 Từ số 10, strictly. Strictly có nghĩa là gì ạ? Trucks are strictly banned. Trucks is strictly banned. Ma túy thì bị cấm một cách nghiêm ngặt. Vậy thì strictly có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là một cách nghiêm khắc hay là một cách nghiêm ngặt. Ma túy thì bị cấm một cách nghiêm ngặt. Trucks are strictly banned. Vậy thì một cách nghiêm ngặt hay là một cách nghiêm khắc là gì ạ? Đó là strictly. Strictly and strictly. Từ số 11. Trend. 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 Fashion trend. Fashion trend có nghĩa là xu hướng thời trang. Fashion trend, xu hướng thời trang. Xu hướng thời trang là gì ạ? Xu hướng thời trang là fashion trend. Fashion trend. Vậy thì trend có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là xu hướng. Xu hướng là gì? Xu hướng là trend. Từ số 12. Furniture. Furniture có nghĩa là đồ đạc nè, đồ nội thất hay là đồ gỗ dùng trong nhà. Furniture có nghĩa là gì ạ? Furniture có nghĩa là đồ đạc, đồ nội thất hay là đồ gỗ dùng trong nhà. Từ số 13. Maturity. Maturity có nghĩa là gì ạ? The majority of people seem to prefer TV to radio. Phần lớn mọi người dường như thích TV hơn là radio. The majority of people seem to prefer TV to radio. Phần lớn mọi người dường như thích TV hơn là radio. Vậy thì
Majority có nghĩa là gì ạ? Majority có nghĩa là phần lớn. Phần lớn là gì? Phần lớn là majority. Từ số 14, counter. Counter. Counter, what does it mean? Counter có nghĩa là gì ạ? Fish, counter. Fish, counter. Có nghĩa là quầy bán cá. Quầy bán cá là gì? Quầy bán cá là fish, counter. Vậy thì counter có nghĩa là quầy. Quầy là gì? Quầy là counter. Quầy bán cá là gì ạ? Quầy bán cá là fish, counter. Từ số 15. Consumption. Consumption. Consumption có nghĩa là gì ạ? Alcohol consumption có nghĩa là sự tiêu thụ rượu. Sự tiêu thụ rượu là gì? Sự tiêu thụ rượu là alcohol consumption. Vậy thì sự tiêu thụ là gì? Sự tiêu thụ là consumption. Consumption. Consumption là gì ạ? Là sự tiêu thụ. Vậy thì sự tiêu thụ rượu là gì? Sự tiêu thụ rượu là alcohol consumption. Alcohol consumption. Và cuối cùng là get away from. Get away from có nghĩa là gì ạ? Get away from here is really hot. Get away from here is really hot. Thoát khỏi đây thôi, nóng quá đi mất. Vậy thì get away from có nghĩa là gì? Có nghĩa là thoát khỏi. Và để củng cố từ vựng của bài ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Trò chơi của chúng ta có tên là điền từ vào chỗ trống. Trên màn hình sẽ hiển thị ra một từ tiếng Anh như là bí khuyết vài chữ. Nhiệm vụ của các em đó là sẽ lấp đầy những chỗ trống đó dựa trên những gợi ý mà cô đưa ra. Các bạn nắm rõ luật chơi thế nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với từ đầu tiên nhé. Từ này có 6 chữ cái bắt đầu bằng chữ B và kết thúc bằng chữ N. Gợi ý tiếp theo. Từ này vừa là danh từ và vừa là động từ. Và gợi ý cuối cùng. Nghĩa của từ này, danh từ có nghĩa là món hời, động từ có nghĩa là trả giá. Chúng ta có đáp án chưa nào? Danh từ là món hời, động từ là trả giá. Chúng ta có từ gì ạ? Đó là bargain. Bargain. Danh từ là món hời, động từ là trả giá. Chúng ta có gì? Chúng ta có bargain. Bargain. Vậy thì chỗ trống cần điền là chữ gì ạ? Chỗ trống cần điền là chữ A. Từ số 2, từ này là một từ có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ B, kết thúc bằng chữ R. Gợi ý số 2, đây là một động từ. Gợi ý số 3, nghĩa tiếng Việt của nó có nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Vậy thì đáp án là gì các bạn? Chịu đựng là gì ạ? Chịu đựng là bear. Bear, chịu đựng cái nóng của Sài Gòn. Chịu đựng là gì? Chịu đựng là bear. Bear, vậy thì chỗ trống cần điền là gì ạ? Chỗ trống cần điền là chữ E và chữ A. Bear, bear. Number 3. Từ số 3, đây là một từ với 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ B, kết thúc bằng chữ R. Gợi ý tiếp theo, đây là một danh từ. Và gợi ý cuối cùng, nghĩa tiếng Việt của nó là thái độ hoặc là hành vi. Vậy thì đáp án của chúng ta đó là gì ạ? Từ gì có nghĩa là thái độ hoặc là hành vi? Đó là behavior. Behavior, what a bad, bad behavior. Một thái độ thật là tồi tệ. Vậy thì behavior có nghĩa là thái độ hay là hành vi. Behavior, behavior and behavior. Vậy thì chỗ trống cần điền là gì ạ? Chỗ trống cần điền là chữ E, chữ I và chữ O. Từ số 4 là một từ với 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C và kết thúc bằng chữ T. Gợi ý tiếp theo, đây là một danh từ. Và gợi ý cuối cùng, nghĩa tiếng Việt của nó là thanh toán. Các bạn đã có đáp án cho mình chưa nào? Thanh toán là gì ạ? Chúng ta có thanh toán là check out. Check out. Quầy thanh toán là gì? Quầy thanh toán là check out stand. Check out stand. Thanh toán là gì ạ? Chúng ta có thanh toán là check out. Check out. Check out. Vậy thì chỗ trống cần điền là chữ E và chữ O. Từ số 5 là một từ với 6 chữ cái. Và đây là một động từ. Gợi ý tiếp theo, nghĩa tiếng Việt của nó là mở rộng. Mở rộng là gì ạ? Mở rộng là expand. 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 Mở rộng kinh doanh là gì? Mở rộng kinh doanh là expand the business. Expand the business. Expand the business. Mở rộng kinh doanh. Expand the business. Vậy thì mở rộng là gì? Chúng ta có mở rộng là expand. Expand. Vậy thì chỗ trống cần điền là từ gì ạ? Chỗ trống cần điền là chữ E và chữ A. Từ số 6 là một từ với 7 chữ cái và đây là một động từ. Nghĩa tiếng Việt của nó là khám phá. Vậy thì từ nào có nghĩa là khám phá ạ? Đó là explore. Explore. Khám phá thế giới là gì? Chúng ta có khám phá thế giới là explore the world. Explore the world. Khám phá thế giới, explore the world. Vậy thì chỗ trống cần điền là chữ gì ạ? Chỗ trống cần điền là chữ E, chữ O và chữ E. Từ số 7 là một từ với 4 chữ cái, kết thúc bằng chữ M và đây là một danh từ. Nghĩa tiếng Việt của nó là thứ món mục. Vậy thì thứ món mục là gì các em? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3,
2 and 1. Đã hết thời gian, đáp án của chúng ta là gì ạ? Thứ món mộc là gì các em? Thứ món mộc là item. 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 Thứ món mộc là gì? Thứ món mộc là item. Item and item. Vậy thì từ cần điền vào chỗ trống là gì ạ? Đó là chữ Y và chữ E. Từ số 8 là một từ với 9 chữ cái, bắt đầu bằng chữ M và kết thúc bằng chữ Y dài. Con sẽ gợi ý thêm một chút xíu nữa nha. Đây là một tính từ và nghĩa tiếng Việt của nó là bắt buộc. Vậy thì từ gì có nghĩa là bắt buộc? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, 1. Đã hết giờ. Đáp án của chúng ta đó là gì ạ? Bắt buộc là gì? Bắt buộc là mandatory. Mandatory, mandatory and mandatory. Đội mũ bảo hiểm là bắt buộc. Wearing helmet is mandatory. Đội mũ bảo hiểm là bắt buộc. Wearing helmet is mandatory. Vậy thì bắt buộc là gì? Bắt buộc là mandatory, mandatory. Chỗ trống cần điền là chữ gì ạ? Đó là chữ A và chữ O. Từ số 9 là một từ có 11 chữ cái, bắt đầu bằng chữ M và có 4 chữ cái bị khuyết. Và đây là một danh từ. Cô sẽ gợi ý thêm một chút xíu nữa nha. Nghĩa tiếng Việt của nó có nghĩa là hàng hóa. Hàng hóa là gì? Và từ nào có nghĩa là hàng hóa? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, and 1. Vậy là đã hết thời gian, đáp án của chúng ta đó là gì ạ? Hàng hóa là gì? Hàng hóa là merchandise. Merchandise. Hàng hóa dồi dào. Vậy thì hàng hóa là gì? Hàng hóa là merchandise. 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 Và 4 chữ cái bị khuyết của chúng ta lần lượt là chữ E, chữ A, chữ Y và chữ E. Merchandise. Merchandise. Từ số 10 là một từ với 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ S, kết thúc bằng chữ Y dài. Và nó có một chữ cái bị khuyết. Cô sẽ gợi ý thêm một chút xíu nữa nha. Đây là một trạng từ và nghĩa tiếng Việt của nó là một cách nghiêm ngặt hay là một cách nghiêm khắc. Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, and 1. Đã hết thời gian, đáp án của chúng ta đó là gì ạ? Một cách nghiêm ngặt hay là một cách nghiêm khắc đó là strictly. Strictly, strictly. Ma túy bị cấm một cách nghiêm ngặt. Drugs are strictly banned. Ma túy bị cấm một cách nghiêm ngặt đó làm sao? Đó là drugs are strictly banned. Vậy thì chỗ trống cần điền là gì ạ? Chỗ trống cần điền là chữ Y. Từ số 11, đây là một từ với 5 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T, kết thúc bằng chữ D và chúng ta có một chữ cái bị khuyết. Gợi ý tiếp theo, đây là một danh từ và nghĩa tiếng Việt của nó là xu hướng. Vậy thì xu hướng là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, and 1. Đã hết thời gian, đáp án của chúng ta đó là gì ạ? Xu hướng là gì? Xu hướng là trend. Trend, trend. Xu hướng thời trang là fashion trend. Fashion trend. Xu hướng thời trang là gì ạ? Xu hướng thời trang là fashion trend. Fashion trend. Vậy thì xu hướng là gì? Xu hướng là trend. Trend. Và chỗ trống cần điền của chúng ta đó là chữ E. So we finished lesson number 16 here. Vậy là chúng ta đã xong bài số 16. Các bạn nhớ về nhà học bài đầy đủ nhé. Bài tiếp theo với chủ đề đặt hàng sẽ có điều gì mới? Chúng ta hãy cùng đón xem ở tiết học sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. See you soon.